hai đối tượng vừa cướp giật xong đã tháo chạy liều mạng, nhưng lực lượng cảnh sát hình sự, công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng truy đuổi bắt giữ. Theo đó, khoảng 21 giờ 40 phút ngày 16 tháng 3, anh Nguyễn Thanh Phúc, 31 tuổi ngụ Kiên Giang, cầm điện thoại đứng trước số nhà 227 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 thì bất ngờ bị Phúc chở khoa trên xe máy áp sát giật điện thoại. Tổ trinh sát lập tức nhập cuộc truy đuổi. Hai đối tượng liều mạng, lạng lách cố thoát thân nhưng trinh sát đeo bám quyết liệt. Màn truy đuổi tốc độ diễn ra nhiều km, đến giao lộ Bùi Thị Xuân, Tôn Thất Tùng, trinh sát tăng ga vượt lên ép ngã xe hai tên cướp. Một tên bị bắt tại chỗ, kẻ còn lại tìm đường thoát nhưng bị trinh sát rút súng trấn áp. Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa bàn giao Nguyễn Hoàng Phúc, 27 tuổi, và Nguyễn Huỳnh Anh Khoa, 22 tuổi, cùng ngụ quận 10, cho Công an quận 3 để làm rõ, xử lý về hành vi cướp giật tài sản. Theo Công an, đối tượng Phúc có 2 tiền sự cai nghiện ma túy và 1 tiền án về cướp giật tài sản. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.